Một địa phương đã thống kê xong toàn bộ nội dung liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên gửi Bộ Công an. Hộ dân nhận 210 triệu đồng nói gì về ồn ào cứu trợ của Thủy Tiên. Thực hư hình ảnh ông Lê Tùng Vân cùng nhóm người tỉnh Thất Bồng Lai đi mua đất ở An Giang. Được quyên góp 800 triệu và một chiếc ô tô, sau 8 tháng nghệ sĩ thương tín không còn cả tiền để mua thức ăn. Quý vị đang đến với bản tin chuyện showbiz trên kênh tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những tin tức mới nhất về những drama ồn ào trong giới nghệ sĩ Việt. Một địa phương đã thống kê xong toàn bộ nội dung liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên gửi Bộ Công an. Xã Cảnh Hóa đã hoàn thành công tác giả soát thống kê danh sách cũng như tổng số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ trên địa bàn gửi Bộ Công an. Ngày 25 tháng 11, bà Nguyễn Thị Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương đã hoàn thành công tác giả soát, xác nhận cũng như gửi toàn bộ nội dung mà Bộ Công an yêu cầu liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Trước đó ngày 28 tháng 10 năm 2020, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đến xã Cảnh Hóa hỗ trợ lũ lụt cho người dân chịu thiệt hại do mưa lũ. Dù không trực tiếp phát tiền cho người dân, nhưng xã có hỗ trợ việc lập danh sách các hộ chịu thiệt hại và triển khai giám sát nên nắm rõ hoạt động từ thiện trên địa bàn của nữ ca sĩ này. Bà Hoàng Thúy Ngàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cảnh Hóa cho biết, sau khi nhận được công văn từ Bộ Công an, đơn vị đã lập danh sách đầy đủ các hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ và gửi cho cơ quan điều tra theo yêu cầu. Xã Cảnh Hóa có 699 hộ dân tại 6 thôn đã nhận được hỗ trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên, mỗi hộ 6 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 4,1 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cảnh Hóa cũng đã xác nhận bằng văn bản. Liên quan đến việc ra sót hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, ông Đặng Đại Tình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết, vào tháng 10 năm 2020, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp về 7 xã chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lụt lịch sử, gồm Sơn Thủy, Hồng Thủy, An Thủy, Thanh Thủy, Lộc Thủy, Hồng Thủy và Liên Thủy. Tuy nhiên, đoàn về không thông qua Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy huyện chỉ cử cán bộ dẫn đường hỗ trợ chứ không nắm hay thống kê chính xác về số lượng người được hỗ trợ cũng như số tiền cụ thể. hộ dân nhận 210 triệu đồng nói gì về ồn ào cứu trợ của thủy tiên là trường hợp đặc biệt nhất được nhận hỗ trợ đến 210 triệu đồng của đoàn từ thiện ca sĩ thủy tiên do có trang trại chăn nuôi bị ngập lụt trắng tay. đôi vợ chồng già ở xã tân lâm hương huyện thạch hà đã chia sẻ tâm tư khi hay tin ca sĩ này dính ồn ào chuyện từ thiện. Trắng tay vì cơn lũ lịch sử Đã hơn một năm kể từ khi xảy ra trận lũ lụt lịch sử, khiến cho trang trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề, phút chốc thành tay trắng, con nợ của ngân hàng. Nhưng sau đó, được đoàn thiện nghiện của ca sĩ Thủy Tiên cứu vớt hỗ trợ cho 210 triệu đồng, ông Trần Văn Báu, 64 tuổi, chú thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương, vẫn rưng rưng khi nhắc lại kỷ niệm suốt đời không quên. Theo ông Báo trận lụt năm 2020 khiến cho trang trại chăn nuôi của ông mất trắng, chết 11 con hươu, chết 100 con gà đẻ, trôi mất 500 con vịt đẻ, hồ cá chứa 3 đến 4 tấn cá bị ngập, cá ra hết. Ước tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Trong khi gia đình nợ ngân hàng 200 triệu đồng, nợ vay trong dân 150 triệu đồng. Vợ chồng ông Báo như người phát điên, mất hồn không ăn không ngủ được sau trận lụt đó. Ít ngày sau trận lụt, gia đình ông Báo cùng một số hộ khác bị thiệt hại, được xã thông báo sang thôn Sơn Trình nhận một suất quà của đoàn ca sĩ Thủy Tiên. Khi đến, họ phát phiếu cho, rồi chúng tôi xếp hàng vào hội trường nhận. Cũng như các hộ khác, tôi được phát 10 triệu đồng. Sau khi phát xong, tôi có trình bày là nhà tôi bị thiệt hại nặng lắm, mất trắng khoảng 500 triệu đồng, giờ lãi ngân hàng cũng không có mà trả. Nghe vậy, ca sĩ Thủy Tiên hỏi những người dân khác để kiểm chứng, rồi bất ngờ đếm tiền đưa cho riêng tôi thêm 200 triệu đồng nữa. Lúc đó tôi vui sướng xúc động rồi khóc òa luôn, ông báo kể. Vợ ông Báo, bà Trần Thị Quý 54 tuổi, thay lời chồng kể, hôm nhận tiền về, cả đêm vợ chồng ông không ngủ được, cứ sợ kẻ trộm ghé thăm. Sáng hôm sau thì ông báo đến ngân hàng trả nợ luôn. Nhìn nhận về ồn ào từ thiện của Thủy Tiên, về ồn ào có người tố ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện không minh bạch, bà Quý chia sẻ, như trường hợp gia đình tôi đây, khi nghe trình bày hoàn cảnh đặc biệt thì được cô ấy cho thêm số tiền rất lớn. Tôi còn biết một số người không có trong danh sách như kế hoạch ban đầu, cô ấy cũng cho mà không làm phiếu. Vì vậy, tôi nghĩ những ai được cho tiền mà không ghi phiếu thì nên báo cho chính quyền để họ thống kê cho đầy đủ khỏi tội cô ấy. Ông báo tâm sự, sau khi trả được nợ ngân hàng xong, nhiều đêm ông bắt tay lên chán suy nghĩ, không lẽ số tiền lớn ý nghĩa mà ca sĩ Thủy Tiên trao, ông chỉ trả được nợ ngân hàng thôi. Nghĩ là làm. Để sự hỗ trợ đó thật sự ý nghĩa, 3 tháng sau, ông quyết vay 450 triệu đồng của ngân hàng rồi tái cải tạo lại trang trại, xây chuồng nuôi hươu cao tầng, đắp bờ ao cao lên, vây lưới thép để nuôi cá nuôi vịt. Hiện trang trại ông đã tái nuôi 7 con hươu, thả cá đã đến kỳ thu hoạch, chuẩn bị nuôi vịt nuôi gà lứa mới. Thực hư hình ảnh ông Lê Tùng Vân cùng nhóm người tỉnh thất Bồng Lai đi mua đất ở An Giang Chiều tối ngày 23 tháng 11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của nhóm người thuộc tỉnh Thất Bồng Lai, gồm ông Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, cùng bà Cao Thị Cúc, chủ hộ tại An Giang. Theo đó, người dân đi đường đã nhiều lần vẫy tay chào hỏi khi nhìn thấy các tu sĩ tỉnh Thất Bồng Lai trên đường. Một số người còn cho rằng hình ảnh này được chụp lại khi ông Lê Tùng Vân đi mua đất tại An Giang. Tuy nhiên, trưa ngày 24 tháng 11, trao đổi với chúng tôi, ông Nhị Nguyên cho biết, chúng tôi về An Giang để sư phụ thăm mộ cha ruột và giải quyết một số công việc cá nhân. Theo ông Nguyên, nhiều người dân đã vẫy tay chào họ. Người ta gặp ở ngoài rất là thương sư phụ bởi họ biết sư phụ bị oan. Đặc biệt là khi thầy lớn tuổi rồi mà còn bị vu khống nói những điều không hay trong suốt thời gian qua, ông Nguyên nói. Chuyến đi An Giang của ông Lê Tùng Vân và các đồ đệ kéo dài 2 ngày di chuyển bằng xe ô tô cá nhân. Bên cạnh đó, Hiện tại, tỉnh Thất Bồng Lai, tên mới là Thiền Am bên bờ vũ trụ, đang trong quá trình xây dựng tu sửa. Nhị Nguyên cho biết, phòng của các bé hiện tại cũng là miếng nhôm ngăn vắt tạm. Vì thời gian này đã cũ, không được tu sửa trong năm 6 năm qua nên đã xuống cấp rất nhiều, mình phải xây lên cho nó kiên cố. Hiện tại, dù tỉnh Thất đang trong quá trình xây dựng, nhưng các thầy vẫn ở đây, buổi tối mỗi người chia nhau ngủ một góc thời gian qua chúng tôi đã chịu nhiều áp lực về phía dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín. Tuy nhiên chúng tôi đã chọn cách vui vẻ bỏ qua vì các thầy, các cô đều là người tu hành. Người ta có miệng thì người ta nói, mình đâu thể đôi co, ông Nguyên nói thêm. Được quyên góp 800 triệu và một chiếc ô tô, sau 8 tháng nghệ sĩ thương tín không còn cả tiền để mua thức ăn. Thông tin nghệ sĩ Thương Tín nhiễm Covid-19 tiết lộ không còn tiền để mua thức ăn, vợ con cũng bỏ xứ ra đi, đang được khán giả dành nhiều sự quan tâm. Theo lời nhạc sĩ Tô Hiếu, hiện nghệ sĩ Thương Tín đang chờ điều trị Covid-19, ông than mấy ngày nay phải nhịn đói vì không còn tiền. Cách đây 8 tháng, nghệ sĩ Thương Tín cũng từng khiến cho mạng xã hội xôn xao với hình ảnh đột quỵ phải nhập viện. Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông, rất nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như các nghệ sĩ đã chung tay quyên góp gửi tiền hỗ trợ. Thời điểm đó, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi là người đứng lên kêu gọi giúp cho người anh thân thiết. Sau 3 đợt kêu gọi, vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đăng tải bài viết thông báo đã nhận được hơn 400 triệu đồng tiền quyên góp giúp đàn anh. Trong bài viết, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nói rõ đã chi 10 triệu đồng đóng viện phí, trao tận tay vợ nghệ sĩ Thương Tín 10 triệu đồng. Số tiền còn lại, cô sẽ gửi 100 triệu tiền mặt cho nam diễn viên biệt động Sài Gòn trang trải cuộc sống và tiếp tục chữa bệnh. 286 triệu đồng sẽ dùng mua bảo hiểm đến năm 18 tuổi cho con gái nghệ sĩ Thương Tín. Ngoài ra, sau khi được MC Phạm Anh mở tài khoản cá nhân, vợ nghệ sĩ Thương Tín còn nhận được 400 triệu đồng tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Như vậy, tổng số tiền vợ chồng nghệ sĩ Thương Tín nhận được 8 tháng trước là hơn 800 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, vì thương xót cho hoàn cảnh của nghệ sĩ Thương Tín, nên một người bạn còn dành tặng một chiếc xe hơi cho ông. Sau khi ra viện ít ngày, nghệ sĩ Thương Tín tự tay lái chiếc xe hơi này về quê dưỡng bệnh ở Phan Rang, Ninh Thuận. Thời điểm đó, nghệ sĩ Thương Tín tiết lộ sẽ sớm trở lại Sài Gòn để tham gia phim ảnh. Việc được quyên góp tới 800 triệu đồng và cả một chiếc xe hơi cũng tạo ra tranh cãi không nhỏ. Nhiều người cho rằng món quà là chiếc xe hơi tuy thể hiện tấm lòng nhưng không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ. Mặt khác, dư luận cũng băn khoăn ông sẽ sử dụng số tiền được quyên góp cho như thế nào để hữu ích quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh tin tức việt nếu thấy bản tin hay hoặc có những lời góp ý cho kênh mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện qua phần bình luận cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác